thì bạn biết ngoài đời tôi sao mà? Em nói chuyện đi. Con mẹ đang nhiễm hết rồi. Tớ sai gì bạn hả? Ừ. Giờ sao nữa? Trời à, ơi. Đừng có coi mấy cái xàm lông nữa. Coi không có tập trung gì hết à. Nhớ. Trời, người ta nói sai. Bởi vì người ta nói sai về tôi hết. Vô ơi. Sao xin tối thiệt hả? Xong rồi nó đưa đưa. Đưa đưa gì? Ủa khóc đang làm gì vậy? Bà đang làm gì vậy? Bà đếm hụt mè. Gì mà tình yêu không thể đâu. Gì mà thôi, bà đã cao lắm. Đang hát mà thôi hát hỏng lên. Anh vậy mình hát bài hồi nãy thấy hình như là My cũng thích bài Dương Vận đúng không? Đúng rồi. Vậy giờ My hát chung nha. Rồi, hát chung luôn, hát chung vậy luôn ghê. Chị ăn miếng nào mà chị cảm thấy Dương Vận. Sờ. Thờ sờ là gì? Giọng hát có tên gọi là đây bích hụ đi bích nụ. Em ok hát, em hay đi hát nhờ cái mã đó chị. Lấy cái lời nha, cái lời em mới có một bài này. Em đi trên cỏ non nghe. Em đi trên cỏ non. Có nhà em đi không? Đi trên cỏ lon mọc trâu. Mọc gì? Mọc rau. Mọc đôi bờ đường đi. Để có lời luôn trời. À, quá không? Đúng rồi. Qua lối mòn gì vậy? Em đi trên cỏ non nè. Vô, hai chị em hát nha. Ok. Ủa có nhạc luôn hả? Có luôn. Đó là nó thành nhạc. Vậy em hát đoạn trên đi, chị hát đoạn dưới. Vậy chị không, chị phải hát trước cho vậy em. Chị hát đoạn này. Đây chị em. Chị hát đoạn này xong rồi em hát đoạn này. Đúng rồi. Chị hát câu cái bắt trước câu cho nó giống. Chị có cần em kêu hai ly cà phê đá cho mọi người không? À cáo càng có càng tốt. À nhưng mà chị không uống cà phê. Yeah. Không bao giờ em nhớ được cái phần này 10 năm. Bắt đầu. Má, con chó bóng tường. 3 2 1 đưa cho anh cu ăn kìa. Anh cu ủa đâu có được, đâu có được nói cho chị hình đâu không anh cu. Dạ hai đứa em là vũ đoàn đang xò xó rồi thôi. Chỉ giờ đêm nay đây là kết thúc, ngày mai chúng ta sẽ chào đón ca sĩ Lâm Chứng Huy. Hết rồi chị, hết rồi vậy.